Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Bộ Quốc phòng và các quan chức địa phương Nga cho biết, quân đội Ukraine đã phóng tên lửa và máy bay không người lái UAV tấn công các vùng biên giới Priyan và Benkorod của Nga. Đại đội T dẫn lời thống đốc Vyacheslav Glavkov thông tin, một quả đạn pháo đã bắn trúng một ngôi nhà ở thành phố Benkorod Quan chức này nói thêm, vụ tập kích lớn trong đêm ngày 29 tháng 12 đã làm hư hại hàng chục ngôi nhà và hai phương tiện tại đây. Theo ông Glatkov, thị trấn biên giới Sebekino cũng bị pháo kích vào tối cùng ngày khiến một số ngôi nhà bị hư hại. Bộ Quốc phòng Nga ra một tuyên bố ngắn khẳng định, lực lượng phòng không nước này đã phá hủy các quả đạn pháo phía trên bầu trời Benkorod. Alexander Bukomat, thống đốc vùng Brian, viết trên kênh Telegram rằng khu vực này đã trở thành mục tiêu tập kích của các máy bay không người lái UAV cảm tử của Kiev lực lượng phòng không địa phương đã bắn hạ được một vài UAV trong số đó. Các vụ tấn công xảy ra sau khi Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã thực hiện đợt không kích quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu quân sự ở Ukraine. Giới chức Kiev mô tả đó là đợt không kích lớn nhất kể từ khi Moscow phát động kế hoạch quân sự ở Ukraine hồi cuối tháng 2 năm 2022. Theo Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Igor Kalimenko, hàng chục người đã thiệt mạng và hàng trăm nạn nhân bị thương trong sự cố này. Trong phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đại diện Anh, Pháp và Mỹ đã lên án vụ tập kích của Nga. Thông qua người phát ngôn, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng chỉ trích cuộc tấn công của Moscow, cho rằng việc nhắm vào dân thường và hạ tầng dân sự là điều không thể chấp nhận và cần chấm dứt ngay lập tức. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia khẳng định nước này chỉ tấn công hạ tầng quân sự của Ukraine, thêm rằng chính tích lửa phòng không của Kiev đã gây ra thương vong cho dân thường. Ông Nebenzia nói, một số quả tên lửa đã bắn trượt mục tiêu hoặc trạch hướng, sau đó rơi xuống các tòa nhà dân cư và các địa điểm dân sự khác. Nếu không phải vì hệ thống phòng không Ukraine thì đã không có thương vong về dân thường. Ngay gần đây đẩy mạnh tập kích hạ tầng của Ukraine bằng UAV và tên lửa tầm xa, tương tự chiến thuật mà Moscow từng áp dụng mùa đông năm ngoái. Phát ngôn viên không quân Ukraine Yuri Inat nói, Moscow có đủ UAV tự sát để duy trì các đòn tập kích hàng ngày. Giới chức phương Tây cũng nhiều lần cảnh báo Nga đã tích trữ lượng lớn vũ khí tầm xa để mở các cuộc tập kích mới vào hạ tầng năng lượng Ukraine trong mùa đông, nhằm buộc nước này phải sống trong tối tăm và lạnh lẽo. Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Nga công bố một đoạn video cho thấy các phi công điều khiển trực thăng Mi-28N đã phóng tên lửa không dẫn đường và tấn công các thành trì của Ukraine ở Cộng hòa Nhân dân Đô tự xưng. Các trực thăng đã tấn công thành công tất cả mục tiêu và quay trở lại sân bay an toàn, hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu. Theo đó, các phi đội trực thăng Mi-28 của quân đội Nga đã xóa sổ các vị trí của Ukraine ở khu vực Donetsk. Trong chiến dịch quân sự, lực lượng không quân Nga đã tiến hành các nhiệm vụ hộ tống các đoàn xe quân sự, phá hủy xe bọc thép đối phương, vận chuyển binh lính và phương tiện quân sự, cũng như hỗ trợ trên không cho các đơn vị của Nga. Trước đó, trung tâm tác chiến của Nga với sự hỗ trợ của máy bay chiến đấu đã tấn công 4 căn cứ của Ukraine gần Chevoneza, Diprova thuộc khu vực Karasniliman, người phát ngôn trung tâm Leonid Sarov nhận định với TASS, quân đội và trực thăng tấn công đã nhằm vào bốn căn cứ của lực lượng Ukraine gần Chervonaiza, Diprova, Ba phương tiện chiến đấu của Ukraine đã bị phá hủy do sự phối hợp ăn ý của các lực lượng đặc biệt và các phi công điều khiển UAV cảm tử. Theo ông Sarov, đối phương đã tổn thất hàng trăm binh lính, xe tăng, phương tiện chiến đấu bộ binh và pháo tự hành Baladin cỡ nòng 155mm do Mỹ sản xuất và một pháo tự hành Gvozdika cỡ nòng 122mm. Moscow cũng tuyên bố đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine ở khu vực rừng Serebriansky và khiến đối phương tổn thất nhiều binh lính. Mặc dù chính phủ Ukraine không công bố chính thức thương vong trong cuộc xung đột với Nga, nhưng Tổng thống Volodymyr Zelensky mới đây đã công bố kế hoạch huy động thêm 500.000 quân để bù đắp tổn thất trên chiến trường. Kiev cũng yêu cầu các nước EU trả lại nam giới trong độ tuổi nhập ngũ đã đi trốn trước đó, đồng thời đề xuất mở rộng độ tuổi nhập ngũ cho nam giới dưới 25 tuổi cũng như nữ giới. Hiện nay, Ukraine phải đối mặt với loạt thực tế khắc nghiệt cả về vật chất lẫn tinh thần. Với chiến dịch phản công của mình khựng lại, quân đội Ukraine đã bị đẩy lui về nhiều vị trí xuất phát. Ngoài Roboty ở miền Nam, quân đội Ukraine còn phải vật lộn ở miền Đông, phải rút khỏi thị trấn Marinka tình hình quanh ngôi làng Roboti ở tỉnh Zaporizhia là trường hợp điển hình. Các lữ đoàn Ukraine được phương Tây huấn luyện và trang bị đã tái chiếm ngôi làng này vào tháng 8 năm 2023, sau nhiều tuần giao tranh. Nhưng Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở ở Washington hôm 27 tháng 12 cho biết, các lực lượng Nga giờ đã tái chiếm các vị trí mà Ukraine chiếm được trong cuộc phản công trước đó. Quân đội Nga gần đây đã sốc tới từ phía tây nam và phía đông, xuất phát từ Vebov, một ngôi làng gần đó mà quân Ukraine đã cố gắng chiếm không thành công vào mùa hè để mở rộng khúc lồi họ tạo ra trong phòng tuyến của Nga, theo ISVK và các bản đồ nguồn mở về chiến trường. Trong bối cảnh binh sĩ Ukraine kiệt sức sau nhiều tháng kịch chiến, Nga đang gia tăng áp lực dọc tiền tuyến nhằm làm giảm năng lực của Ukraine luân chuyển quân và bổ sung lực lượng cho các cuộc phản công trong tương lai theo Jack Wetling, một nghiên cứu viên và chuyên gia về tác chiến lục quân tại Viện Liên Quân Chủng ở Anh. Ông Wetling trả lời phỏng vấn qua điện thoại mới đây, người Nga sẽ có lợi thế trong vài tháng tới. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Lavrov mới đây cảnh báo phương Tây rằng nếu họ tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine, Điều đó sẽ làm tăng nguy cơ các vũ khí sát thương tầm xa được Ukraine sử dụng trong xung đột vũ trang với Nga, từ đó làm leo thang xung đột và lôi NATO xích lại gần bờ vực đối đầu quân sự trực diện với nước Nga. Các loại vũ khí sát thương nguy hiểm mà Ngoại trưởng Nga đề cập bao gồm bom đạn chùm và đạn pháo Urani nghèo. Trước thực tế ảm đạm nói trên, Ukraine đang ngày càng lo lắng rằng quân đội của họ sẽ không có đủ nguồn lực để duy trì chiến đấu. Washington hôm 27 tháng 12 thông báo rằng họ đang gửi cho Kiev gói viện trợ quân sự cuối cùng còn lại được Quốc hội Mỹ thông qua. Jerochenev, phó chủ tịch ủy ban quốc gia của Quốc hội Ukraine về an ninh, quốc phòng và tình báo, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn mới đây: "Giờ chúng tôi mới chỉ mất một vài cánh đồng, nhưng nếu viện trợ của Mỹ bị trì hoãn, chúng ta sẽ bắt đầu mất thêm các thị trấn, thành phố." không có đạn dược Mỹ, chúng ta bắt đầu mất các lãnh thổ phải khó nhọc lắm chúng ta mới giành được vào mùa hè vừa qua. Quân đội Ukraine cho biết, binh sĩ của họ đang đối mặt tình trạng thiếu thốn các thiết bị và đạn dược quan trọng. Một vài binh lính và chỉ huy Ukraine cho biết, tình trạng khan hiếm này đẩy họ đến chỗ phải giảm quy mô tác chiến và chuyển sang chiến lược phòng ngự. Nhiều đơn vị Ukraine đã phải giảm cường độ bắn pháo tới 5 lần nghiên cứu viên Jack Wetling cho rằng động lực chiến trường vẫn có thể thay đổi nếu các đồng minh của Ukraine tiếp tục gửi thêm vũ khí cho nước này. Tổng thống Zelensky thăm thành phố miền đông Adipka, nơi quân đội Ukraine đang phòng thủ trước các đợt tấn công liên tục của lực lượng Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 29 tháng 12 thông báo, tôi tới thăm các vị trí của lữ đoàn cơ giới số 110 ở Adipka. Đây là một trong những khu vực khó khăn nhất trên tiền tuyến Chúng tôi cùng các chỉ huy xem xét tình hình phòng tuyến và nhu cầu chính của binh sĩ. Ông Zelensky cho biết đã trao tặng huân trường cho các binh sĩ xuất sắc nhất trong chuyến thăm Adipka. Tổng thống Zelensky cảm ơn các binh sĩ Ukraine trên tiền tuyến đương đầu với mọi khó khăn để bảo vệ đất nước và đạt thành tích chiến đấu mỗi ngày. Trước đó, nhiều binh sĩ Ukraine tỏ ra quyết thắng trong cuộc xung đột vũ trang với Nga, bất chấp kết quả gây thất vọng của cuộc phản công mùa hè vừa qua, cũng như việc các đồng minh do dự trong hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Nhưng khi mùa đông đã đến, họ lại bồn chồn lo lắng, Nga được trang bị tốt hơn cho trận chiến này. Họ buồn phiền về viễn cảnh sẽ lại rơi vào thế phòng ngự một lần nữa trong cuộc xung đột tàn khốc. Trong đợt phản công vào mùa hè, quân đội Ukraine đã được xung lực nhất định ở mức hạn chế. Tuy nhiên, xung lực đó hiện nay đã chậm lại. Ở tất cả các nơi, từ khu vực rừng rú Đông Bắc đến các trung tâm đô thị ở miền Đông, rồi tới cả vùng đất nông nghiệp ở phía Nam. Giới phân tích cho rằng, Ukraine có thể phải từ bỏ thêm nhiều phần trong những lãnh thổ mà họ mới tái chiếm, dù rằng Nga có thể phải hứng chịu thương vong lớn để đổi lại những thành quả đó. Trong bối cảnh hiện nay, các lực lượng Nga đang nắm thế chủ động, giành được một số lãnh thổ dọc mặt trận phía đông Ukraine trong những tuần gần đây do tận dụng được lợi thế về nhân lực trong các trận chiến không liệt. Ukraine đang phải cân nhắc việc huy động tới 500.000 binh sĩ để duy trì chiến đấu trong năm 2024. Thành phố Adipka, một thành trì của Ukraine ở khu vực Donetsk, chiếm được Adipka sẽ là một thành công chiến lược đối với Nga bởi thành phố này là trụ cột của lực lượng phòng thủ Ukraine trong khu vực, đồng thời giáng một đòn mạnh vào tinh thần của người Ukraine. Do Adipka còn là biểu tượng của sự kháng cự, Nga đang đạt được nhiều bước tiến vào thời điểm quan trọng đối với chính phủ ở Kiev. Những bất đồng chính trị nội bộ ở Washington và Liên minh châu Âu đã làm cản trở các gói viện trợ quân sự và tài chính mà Ukraine nói rằng họ rất cần trong cuộc chiến chống lại Nga. Ông Yehor Chernev, phó chủ tịch ủy ban an ninh quốc phòng và tình báo thuộc quốc hội ukraine cho biết trong một cuộc phỏng vấn mới đây hiện tại tình hình ở tiền tuyến rất khó khăn và đang dần xấu đi không có đạn dược của mỹ chúng tôi đang bắt đầu mất đi lãnh thổ mà chúng tôi đã rất khó khăn mới có thể giành lại được trong mùa hè này